Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 6, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Lạc Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy. Nhiệm kỳ qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Lạc Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo cùng với các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả quan trọng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, khoa học và công nghệ, công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với xây dựng trung tâm huyện có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt công tác tài chính, kế hoạch và tín dụng, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và công tác dồn điền đổi thừa, phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng được tăng cường, công tác giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo đúng mức, hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân huyện được nâng cao, công tác văn phòng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên được tăng cường, công tác tổ chức xây dựng đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của đảng ủy có nhiều đổi mới. Hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm từ 18 đến 20%, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã giải thể 5 chi bộ, thành lập mới 3 chi bộ và đổi tên 2 chi bộ. Đến nay, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện có 16 chi bộ trực thuộc với 159 đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 29 đồng chí, chuyển chính thức 33 đồng chí và chuyển sinh hoạt đảng 114 đồng chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả có 29 đồng chí tham gia học chuyên môn thạc sĩ, 12 đồng chí học đại học, 23 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị và 32 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí, lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy khóa 5 và bầu 5 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Lạc Sơn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện. Sáng ngày 4 tháng 6, Đảng bộ xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về dự đại hội. Sau khi thực hiện việc sáp nhập 3 đơn vị là xã Vũ Lâm, Bình Chân, Bình Cảng thành Đảng bộ xã Vũ Bình, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ xã đã phát huy tốt sức mạnh của tập thể, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên cũng như sự đồng thuận của nhân dân, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, người dân đã chủ động khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác văn hóa xã hội được quan tâm. Phong trào xã hội hóa giáo dục được triển khai sâu rộng, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, xã Vũ Bình đã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ xã Vũ Bình lần này đã bầu được 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025.
Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạc Sơn phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy cùng các ban ngành liên quan tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia lớp học có 47 học viên. Trong thời gian một tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 bài học theo quá trình sơ cấp lý luận chính trị. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với tinh thần đổi mới theo hướng tinh gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, gắn lý luận với thực tiễn, được chỉnh sửa sau 2 năm thực hiện thí điểm, nhằm giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lớp sơ cấp lý luận chính trị thứ 2 năm 2020, là lớp thứ 27 của huyện Lạc Sơn đào tạo chương trình sơ cấp lý luận chính trị và là lớp thứ 10 thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị quốc gia do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và ban hành năm 2013. Qua lớp học, các học viên sẽ vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, công tác và cuộc sống, góp phần làm cho Đảng luôn giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn phối hợp với Ban Tổ chức Chính sách Pháp luật, Ban Tuyên giáo, Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách pháp luật cho 75 cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian qua, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động luôn được Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện. Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở được báo cáo viên phổ biến những nội dung về lao động và công đoàn liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động được quy định trong Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, năng lực và hiệu quả hoạt động pháp luật của các tổ chức cá nhân, các cấp công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, từ đó giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm được nhiều thông tin mới về chế độ chính sách, góp phần bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Vừa qua, Công an huyện Lạc Sơn đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép 37,88 gram heroin. Theo đó, Công an huyện Lạc Sơn đã bắt quả tang hai đối tượng là Bùi Văn Thành sinh năm 1997 ở xóm Triềng, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn và Bùi Đức Mạnh sinh năm 2000, trú tại xóm Bay Khưa, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một hộp giấy, trong đó có 11 gói giấy, có chứa chất bột dạng cục màu trắng ghi là heroin. Qua khám xét chỗ ở của đối tượng Bùi Văn Thành ở xóm Quyết Tiến, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm một hộp giấy màu đen, bên trong có chứa 11 gói giấy màu trắng và một túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng nghi là heroin. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận các gói trên đều là ma túy. Các đối tượng mua về chia nhỏ để bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt giữ. Những năm qua, chị em phụ nữ huyện Lạc Sơn luôn chủ động trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt hiệu quả. Tổ hợp tác ớt rừng Phú Lương, xã Quyết Thắng là một trong số đó. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nguyễn Tiết Phúc Linh. Cây ớt rừng đã có từ rất lâu ở Phú Lương cũ, nay là xã Quyết Thắng. Bà con đi rừng hay hái ớt về làm gia vị cho món ăn trong bữa cơm hàng ngày. Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng đã đem lại cho trái ớt rừng nơi đây mùi thơm và vị cay đặc biệt. Từ những đặc tính riêng biệt đó, một số chị em trong xã đã lên rừng tìm giống về trồng và hái bán. Tuy nhiên, do trồng với quy mô nhỏ lẻ nên ít người biết đến,
khiến cho thu nhập của người trồng ớt không cao. Từ khi tổ hợp tác ớt rừng Phú Lương được thành lập năm 2018, phụ nữ xóm Ban có thêm cơ hội để giúp nhau trong phát triển sản xuất, góp phần vào xây dựng thương hiệu ớt rừng Phú Lương. Những cây ớt rừng được đem về trồng ở ruộng cạn và ven rừng. Hiện nay, tổ hợp tác có 15 thành viên tham gia dự án xây dựng thương hiệu ớt rừng Phú Lương. Các thành viên đã được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thị trường tìm kiếm đầu ra. Trước kia chúng tôi trồng ngô nhưng mà không thấy đạt hiệu quả. Xong chúng tôi lên rừng đi hái cỏ cho trâu, cho bò ấy, không thấy ớt trên rừng. Thế là chúng tôi lấy giống từ trên kia, chúng tôi về nhân ra. Đến lúc chúng tôi thành lập nhóm, đi họp. Thế là bảo chị em là mình thử trồng ớt xem có đạt hiệu quả không, có phát triển kinh tế không. Thế là chúng tôi trồng cũng thấy có hiệu quả. Trước kia thì chúng tôi chỉ ấy thôi, chỉ trồng để bán ra thị trường thôi, còn chưa biết làm thế nào để bảo quản cái ớt. Xong chúng tôi thành lập cái nhóm này là chúng tôi được đi tập huấn 2-3 lần ở Hà Nội ấy. Xong chúng tôi về cũng nghiên cứu ra để làm cái ớt này, để ngâm thế nào cho nó hiệu quả, cho nó bảo quản cái ớt. Thế là chúng tôi đã thành công cái ngâm ấy. Trên mảnh ruộng 1.000 m² trồng ngô kém hiệu quả của gia đình, chị Quách Thị Ươi, một thành viên trong tổ hợp tác, đã mạnh dạn chuyển sang trồng ớt rừng cùng với các chị em khác trong tổ. Với những kỹ thuật được tập huấn về trồng, thu hái, chế biến, bảo quản ớt và sự hỗ trợ về đầu ra, chị Ươi cho biết thu nhập từ việc trồng ớt cao hơn từ 6 đến 7 lần so với trồng ngô. Qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Trước kia gia đình thì trồng ngô mà thấy nó hiệu quả, nó kinh tế nó ít quá. Giờ chuyển lại trồng ớt. Cái ruộng này thì 1.000 m². Trồng ngô bắp thì được 5 tạ. Giờ trồng lại ớt thì thu được tất cả là 1 tạ ớt. Cứ mỗi kỳ thì bán được 100.000. Bây giờ thì lập cái nhóm ớt này thì sơ chế thì bảo quản đóng lọ thì có nhãn mác thì nó lại tăng cái thu nhập thêm hơn năm ngoái. Theo tính toán, một cây ớt có vòng đời 1 năm, thu xong nhổ cây rồi gieo hạt trồng lại. Cứ 1.000 m² trồng được 700 cây. Sau 4 tháng cây giao hoa đậu quả sẽ cho thu 4 tháng liên tục. Và mỗi một cây như vậy sẽ cho thu 7 lạng ớt. Với giá bán ớt tươi khoảng 120.000 đồng trên 1 kg đã mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên. Nếu trước đây chị em trồng ớt chủ yếu bán ớt tươi hoặc ngâm ớt vào các chai nhựa, vừa không bảo quản được lâu, lại có giá trị kinh tế không cao, thì hiện tại với sự hỗ trợ vốn và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, ớt rừng sau khi thu hoạch được các thành viên trong tổ hợp tác sơ chế nhặt sạch, ngâm muối, chế biến thành ớt muối cho vào lọ thủy tinh. Giờ đây, sản phẩm ớt rừng Phú Lương được đóng lọ thủy tinh quy cách 100g, giá bán 35.000 đồng trên lọ, là sản phẩm được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, có thể để được 24 tháng. Đây thực sự là cây trồng tiềm năng để chị em phụ nữ xã Quyết Thắng vươn lên thoát nghèo. Thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng, thì trong cái thời gian này thì các chị em đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, và trong đó đặc biệt là có cái nhóm ớt rừng. Hiện tại trong nhóm có 15 thành viên tham gia, và các thành viên khi mà mới thành lập được cái nhóm thì các thành viên đã được tham gia tập huấn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và tổ chức cái lớp tập huấn cho các thành viên. Và đến thời điểm hiện tại thì là nhóm đã đi vào sơ chế ớt và biết cách ngâm và đóng bằng cái lọ chai để có nhãn hiệu. Và trong cái chai, cái lọ ớt đấy thì đã có nhãn hiệu của sản phẩm ớt rừng của đơn vị xã Quyết Thắng, chuyển bán cho các cái tỉnh lân cận như là ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Còn trong cái thời gian tới đây thì hướng là bên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ phân động và thu hút thêm nhiều các cái hội viên để mở rộng cái quy mô trồng của cây ớt rừng để cho các chị em phát triển kinh tế.
trước hiệu quả kinh tế cây ớt rừng đem lại. Việc trồng và phát triển loại cây trồng này sẽ là hướng đi phù hợp cho chị em phụ nữ địa phương. Tuy nhiên, vấn đề cần nhất là tìm đầu ra ổn định, giúp chị em trong tổ hợp tác yên tâm mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.